Quay trở lại với trận đấu, pha phối hợp không thành công của 1933 Vĩnh Phúc, phản công cho FC Đông Anh, đường vào. Rất may là trung vệ của Vĩnh Phúc đã cắt bóng kịp thời. Ở lượt trận vòng bảng thì các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc đã thắng 1983 Bắc Ninh 2-1. Và trong lúc tôi đang cập nhật tỷ số của lượt trận vòng bảng thì các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc đã có bàn thắng mở tỷ số. Đã thắng 1983. Chúng ta vừa được xem bàn thắng rất đẹp của 1983 Vĩnh Phúc và tỷ số đã được mở từ rất sớm. Dứt điểm. Không được. Dứt điểm. Vào rồi. Và đội trưởng của 1983 Đông Anh đã ghi bàn san bằng tỷ số với 1983 Vĩnh Phúc. Tỷ số bây giờ là 1-1. Chúng ta cùng xem lại pha đánh đầu vừa rồi. Một pha đánh đầu rất bất ngờ của đội trưởng bên phía 1983 Đông Anh. Đó là phản công. 3-3 vẫn là đội trưởng. Dứt điểm chân trái. Xuống đáy rồi, dứt điểm. Dứt điểm thắng. Dứt điểm. Và như vậy đã có bàn thắng vươn lên 2-1 dành cho các cầu thủ 1983 Đông Anh. Xin lỗi quý vị và các bạn, đó là 1983 Vĩnh Phúc. Và người ghi bàn đó là số 5. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp và ghi bàn vừa rồi của cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc. Giải bóng đá 1983 toàn quốc tranh cúp Sơn Livit giữa 1983 Vĩnh Phúc và 1983 Đông Anh. Và sau hiệp 1, tỷ số kết thúc là 2-1 nghiêng về các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc. Đức Vinh. Và chuyền bóng là hơi khó dành cho đồng đội của Đức Vinh. Dứt điểm. Quang Thắng. Đó là Quang Thắng. Một pha đi bóng rất mạnh mẽ của Quang Thắng. Văn Đốc. 1983 Vĩnh Phúc phản công. Ngọc Hải. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp rồi. Các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc nên tận dụng cơ hội nhiều hơn. Ngọc Hải. Đây là Văn Bình. Dứt điểm. Và như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc. Đó là bàn thắng của
Quang Dũng. Một pha phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc. Giữa bộ ba Ngọc Hải, Văn Bình và Quang Dũng. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi cũng như là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc. Cơ hội của Đông Anh không được. Pha đi bóng không thành công của số 16 Nguyễn Văn Đốc. Và pha bóng an toàn của Mạnh Hùng vẫn không thể chuyền bóng sang được cho số 19 Dương Ngọc Minh. Vẫn là các cầu thủ Vĩnh Phúc. Anh Tú dứt điểm từ xa và vào sân đó là số 77 Nguyễn Bá Hợi. Đây là Nguyễn Bá Hợi. Bóng xuống đáy. Đức Thọ dứt điểm vào. Và như vậy tỷ số đã là 4-1. Và người nâng tỷ số lên 4-1 cho các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc đó là số 7 Đức Thọ. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm bằng chân không thuận rất hay của Đức Thọ. Và như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 4-2 dành cho các cầu thủ 1983 Đông Anh. Nhưng có vẻ là đã quá muộn màng rồi khi thời gian thi đấu chính thức. Chúng ta cùng xem lại pha đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của các cầu thủ 1983 Đông Anh. Thì trong vòng 1-2 phút các cầu thủ Đông Anh sẽ gỡ hòa được không? Sĩ Sắn. Một pha dứt điểm rất nguy hiểm của Nguyễn Sĩ Sắn. Và như vậy trọng tài đã nổi còi kết thúc trận thi đấu tứ kết 1 của giải bóng đá 1983 toàn quốc tranh cúp Sơn Livit giữa các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc và 1983 Đông Anh. Và tỷ số là 4-2 nghiêng về các cầu thủ 1983 Vĩnh Phúc. Xin chúc mừng các cầu thủ Vĩnh Phúc và cũng rất hoan nghênh tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên fanpage Kết nối bóng đá trong những lượt trận tiếp theo của giải bóng đá 1983 toàn quốc tranh cúp Sơn Livit.